vào khoảng 15 giờ 30 xe máy mang băng kiểm soát, 64 giờ 1 âm 27 do hai thanh niên chở nhau lưu thông trên đường 118 hướng từ Tế Tư Khánh Bình về Tế 3 số 18 phường Khánh Bình. Khi xe lưu thông đến khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình thì không làm chủ được tốc độ nên đã xảy ra gia dấp với xe máy mang băng kiểm soát, 66 trừ 404, 25, do Vũ Hải quê Đồng Tháp chỉ dẫn theo chiều ngược lại hàng trăm người đổ ra đường đứng xem khiến giao thông hỗn loạn. Cú tông cực mạnh khiến xe máy của hai thanh niên văng về phía trước hơn 10 mét. Cả ba nạn nhân té xuống đường khiến anh Vũ Hải tết tại chỗ, hai thanh niên bị yêu mến phải nhập viện cấp cứu. Lực lượng công dụng có mặt khám nghiệm hiện trường. Trong khi vụ tai họa chưa được giải quyết, xe máy mang băng kiểm soát 83-634. 33 do Sơn Sà Rinh 16 tuổi, quê Sóc Trăng, nối tiếp lao tới tạo nên vụ tai họa liên hoàn giữa ba phương tiện, nhưng rất may Sà Rinh không bị yêu mến. Xe máy do hai thanh niên chở nhau ruộng bánh sau tai họa. Tại hiện trường, các xe máy đều hư vỏng nặng, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy. Vụ tai họa xảy ra đúng ngày nghỉ của công nhân khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng ra đường theo dõi làm cho giao thông qua khu vực hỗn loạn hơn một giờ đồng hồ. Đến 18 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm thế hệ được hoàn tất. Nguyên nhân vụ tai họa đang được nối tiếp điều tra làm rõ.